khảo sát quanh thành phố Hà Nội, có thể thấy rất nhiều nơi đèn đỏ kéo dài tới khoảng gần 2 phút, trong khi đèn xanh lại chỉ xấp xỉ 20 giây. Tại những tuyến phố lớn, 20 giây là quá ngắn ngủi. Với những chiếc ô tô nay đã trở thành phương tiện phổ biến, ngần ấy thời gian rõ ràng chỉ đủ từ 1 đến 2 xe khởi động và rời khỏi vị trí dừng đỗ. Nhiều người chỉ cách cột đèn tín hiệu khoảng 30 mét, nhưng phải chờ tới 4 đến 5 lượt chuyển đổi tín hiệu, tương đương với 5 đến 10 phút mới tiến sang được đoạn đường tiếp theo. Đúng, mình cũng là lái xe lưu thông trên đường ngã tư Sở cũng rất nhiều. Theo như mình là cái đèn ấy nó dài, nhưng mà theo ý kiến của mình là nên bỏ cái đèn xanh đèn đỏ để rẽ trái về đằng Nguyễn Trãi đi, và mình sẽ cho mở quay đầu ở trên đường láng thì là tốt hơn, sẽ bị đỡ ùn tắc ở cái nút giao đấy. Theo em là linh hoạt điều chỉnh theo khung thời gian vào các cái giờ cao điểm, nên là mình linh hoạt mình điều chỉnh theo cái giờ cao điểm thôi ạ, buổi sáng và buổi chiều thôi ạ. Cá biệt ở một số nút giao thông phức tạp như ngã tư Sở, Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, một số tuyến đường bật đèn xanh thì 3 đến 4 tuyến còn lại đều phải dừng chờ. Tuy nhiên, do vắng bóng lực lượng chức năng nên nhiều khi tuyến được đi thì chẳng có ai, nhưng tất cả các tuyến còn lại đều phải chờ vài phút, dẫn đến tình trạng vượt đèn đỏ rất nguy hiểm. Tôi tán thành với cái đề xuất hướng nghiên cứu của Sở Giao thông Vận tải là nghiên cứu trước mắt là giảm, thay đổi, điều chỉnh cái chu kỳ đèn. Hiện nay đang là 60-90 giây thì ta sẽ có thể giảm xuống 30 hoặc tối đa 45 giây. Thế thì giảm được từ 60 xuống 30 giây là chúng ta đã giảm được 50% ùn tắc tại nút này. Thế cho nên đây là một trong cái hướng mà khả thi. Mặt khác, hiện thành phố Hà Nội chưa lắp đặt được hệ thống điều khiển giao thông thông minh. Toàn bộ hệ thống đèn tín hiệu giao thông được vận hành và thiết lập trên các chu kỳ cố định theo những khung giờ cao điểm sáng, trưa, chiều, giờ ban đêm, giờ thấp điểm. Do đó, thiếu đi tính linh hoạt so với tình hình giao thông thực tế. Cũng có những tuyến phố ấy, chỉ có bị gọi là ách tắc hoặc là dồn ứ vào buổi sáng thôi, nhưng buổi chiều thì lại thoải mái. Thì cái điều này tôi cho rằng là cần phải nghiên cứu lại cả về thời gian điều chỉnh cũng như là cái gọi là tốc độ để mà chuyển cái gọi là cái tín hiệu thời gian để cho mọi người gọi là đi lại làm sao cho nó hợp lý và cảm thấy rằng là nó tận dụng được hết thời gian cũng như nó không tạo ra cái sự gọi là ùn tắc trong lúc mà chờ đợi gọi là đèn đỏ để mà chuẩn bị khởi hành. Trước thực trạng cài đặt đèn tín hiệu tại một số nút giao hiện nay còn bất cập, chưa hợp lý, các cơ quan quản lý, đơn vị chức năng cần sớm kiểm tra, đưa ra điều chỉnh phù hợp để tín hiệu đèn giao thông ở những nơi chưa hợp lý phục vụ hiệu quả hơn.